Xin kính chào quý vị khán giả. Chương trình tư vấn đại học của chúng tôi ngày hôm nay hứa hẹn rất là nhiều điều thú vị. Và đồng hành với chúng tôi là công ty College Planning Advisory Group của anh John Nguyễn. Đây là một công ty uy tín hàng đầu trong lĩnh vực xin tiền financial aid cho học sinh, hay còn gọi là tiền trợ cấp học bổng. Để các em tự tin hơn khi bước vào ngưỡng cửa đại học và giảm bớt đi sự lo lắng cho cha mẹ học sinh, thì và bây giờ chúng tôi xin được chào đón anh John Nguyễn. Xin chào anh John. Xin chào Vivian. Và John Nguyễn xin kính chào tất cả quý vị đón coi chương trình đại học của John ngày hôm nay. Dạ, xin anh John giới thiệu một chút về công việc mà công ty của anh đang làm được không ạ? Vâng, văn phòng của John chỉ làm công việc hai công việc quan trọng thôi. Cái công việc đầu tiên đó là làm thế nào để giúp cho các học sinh trung học được bước vào những cái trường đại học mà học sinh thật sự là mong muốn. Và vấn đề thứ hai cũng không kém phần quan trọng, đó là làm cách nào để giúp đỡ cha mẹ có thể đủ tiền để trả tiền học cho con của mình. Dạ, cảm ơn anh. Đó là hai vấn đề rất là quan trọng hiện nay. Tại vì được vào những cái trường đại học mà các em gọi là dream school đó, hoặc là và vấn đề mà xin tiền financial aid nó rất là quan trọng. Vâng. Tại vì cha mẹ rất là lo lắng làm thế nào mà để có đủ tiền để trả tiền học cho con em của họ. Và cái đề tài ngày hôm nay đó chúng ta thảo luận là về đề tài gì? Anh có thể chia sẻ với lại quý vị khán giả của chúng ta được không? Vâng, cái đề tài của ngày hôm nay đó, mình sẽ thảo luận về vấn đề làm cách nào để xin tiền học bổng cho con của mình sắp sửa vào đại học, và làm cách nào để mình maximize, tức là mình có thể mình xin được cái tiền học bổng tối đa. Anh nói là xin tiền học bổng, thì Vivian có nghe nói là trước khi xin tiền học bổng là mình phải điền cái tờ đơn FAFSA, đúng không? Rồi, Vậy thì anh có thể cho quý vị khán giả biết là cái FAFSA form là cái gì không ạ? Vâng. Có nghĩa là gì không? Cái tờ đơn FAFSA này có nghĩa là Free Application for Federal Student Aid. Dạ. Đây là một cái tờ đơn mà tất cả các học sinh trung học đang học lớp 12 và muốn vào đại học cái niên khóa tới đều phải điền cái tờ đơn này cả. Và cái tờ đơn này phải được điền, nếu mà điền thì sẽ được tiền học bổng, còn nếu mà không điền thì sẽ không được tiền học bổng. Không được gì hết. Không được gì hết. Xin anh có thể cho biết cái tầm quan trọng của cái việc điền FAFSA form này là gì không thưa anh? Vâng, cái tờ FAFSA này rất là quan trọng, nhưng mà để hiểu cái tầm quan trọng của cái tờ FAFSA này, mình phải hiểu là cái tiền của cái financial aid nó từ đâu tới. Dạ. Cái tiền financial aid nó tới từ ba nơi, là từ liên bang, tiểu bang và cái tiền của trường, và có những cái tiền của tư nhân, nó gọi là private scholarship. Dạ. Và cái tờ FAFSA nó rất quan trọng là như thế này, nó là một cái chìa khóa để nó mở cửa cho cái trong cái lĩnh vực mà để xin cái tiền học bổng cho những cái năm trong đại học sắp tới. Vậy thì nếu mà mình có nghĩa là nếu mà mình không có điền cái FAFSA form này, có nghĩa là mình không có xin được gì hết, mình không có được cái gì hết. Đúng rồi, cái đơn FAFSA này rất là quan trọng. Rất là quan trọng, là mọi người đều phải điền cái tờ đơn FAFSA này cả. Dạ. Dạ, kính thưa quý vị khán giả, cũng giống như là anh John vừa chia sẻ với chúng ta, cái tờ đơn mà FAFSA này rất là quan trọng. Nếu như chúng ta không có điền tờ đơn FAFSA này thì chúng ta sẽ không có xin được tiền financial aid, là cái tiền trợ cấp học bổng cho con mình đó. Thì Vivian thiết nghĩ rằng đây là một cái vấn đề rất là quan trọng mà rất là khó khăn để điền, chứ không có đơn giản. Thì quý vị gọi vào cho văn phòng của anh John Nguyễn ở tại số điện thoại 714-360-7141, 714-360-7141 để được tham khảo miễn phí. Dạ, thưa anh John, có rất là nhiều người nói với Vivian đó là cái tờ đơn FAFSA này đó rất là dễ điền. Nhưng mà cũng có rất là nhiều người nói với Vivian đó là cái tờ đơn FAFSA này rất là khó điền. Vậy thì theo cái kinh nghiệm lâu năm của anh đó, thì anh thấy như thế nào? Nó dễ điền hay là vâng, khó điền? John đã làm trong cái ngành nghề này nhiều năm rồi, thì mình có cái ý kiến của mình. Dạ. Nhưng mà trước khi mà John nói cái ý kiến của mình là cái tờ đơn này nó dễ điền hoặc là khó điền á, thì mình nói cái gì nó cũng phải có cái bằng chứng của dạ, nó. Dạ, đúng rồi. Okay. Thì trong cái nhiều năm làm trong cái ngành nghề này, thì có rất là nhiều cha mẹ đã nói với John là cái tờ đơn FAFSA này thật sự nó dễ điền lắm. Dạ. Nhưng mà cũng có rất là nhiều người tới với John và nói cái tờ đơn FAFSA này thật sự nó rất là rắc rối, rất là phức tạp. Bởi vì khó mình điền thấy lắm. Là rất là khó điền. Dạ. Nhưng mà để chứng minh, thì theo cái ý kiến của John á, dạ, cái opinion của John á, là cái tờ đơn này thật sự là nó khó điền chứ không phải nó dễ điền. Là những cái điều mình muốn nói là mình phải chứng minh là nó sự thật nó là như thế nào. Yeah. Là cái tờ đơn FAFSA này á, nó có 109 câu hỏi chính và 29 câu hỏi phụ.
Và trong tất cả những câu hỏi này là học sinh cần phải điền, có 3 cái câu hỏi mà học sinh cần phải điền 3 cái tờ worksheet khác nhau mới có thể trả lời 3 cái câu hỏi này. Và trong cái 3 cái tờ worksheet này tổng cộng lại có thêm là 40 câu hỏi nữa. Ngay cả ông Bộ trưởng Bộ Giáo dục của Hoa Kỳ, tức là ông Arne Duncan, ông đã từng tuyên bố một câu rằng nếu thật sự nếu mà muốn điền cái đơn pháp gia này có thể là cần phải có cái bằng tiến sĩ mới điền cái đơn này nổi. Wow. Yeah. Thì điều đó để chứng tỏ cho quý vị biết là điền cái đơn pháp gia này không phải là một cái chuyện đơn giản. Và có một điều nữa mà John cần phải lưu ý tất cả quý vị là theo thống kê hàng năm đó thì cả toàn nước Mỹ này á, cái đơn pháp gia được điền á, mỗi năm nó đã bị sai tới 76%. Wow. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là 10 người điền cái đơn này á, là hơn là khoảng chừng 8 người 8 đã người điền sai, sai rồi. Hoặc là điền thiếu sót. Và khi mà cho nói 76% này á, có nghĩa là cho nói 76% của tất cả toàn dân ở trên cái xứ Mỹ này. Là anh nói là cả toàn nước Mỹ luôn, toàn chứ không nước phải Mỹ là luôn. Chỉ trong cộng đồng Việt Nam và, của mình hay là cộng đồng Á Châu nói chung. Khi mà nói toàn nước Mỹ như vậy, có nghĩa là mình nói là cả ngay cả người Mỹ mà sinh trưởng ở đây, lớn lên ở đây và cái là và anh ngữ là cái ngôn ngữ mẹ của họ, họ vẫn làm sai như thường. Wow, điều này thật là thú vị, là tại vì mình nghĩ rằng đây là ngôn ngữ của họ thì họ hiểu rõ cái câu hỏi và họ trả lời rất là chính xác. Dạ, xin anh tiếp tục chia sẻ. Cái điều đó là một cái điều mà nó làm John rất là quan tâm với lại cái cộng đồng Việt Nam của chúng ta. Là tại vì John biết là có rất là nhiều cha mẹ ở Việt Nam, của người Việt Nam mình, mình có thể nói là đa số cha mẹ của mình. Và ngay cả học sinh cái English, tức là cái Anh ngữ không phải là cái ngôn ngữ chính. Yeah. Và nếu mà 76% của toàn nước Mỹ mà điền cái đơn này sai hoặc là thiếu sót thì cái tỷ số mà cái cộng đồng Việt Nam của mình điền sai thì nó lên tới cỡ nào, có thể nó cao hơn có thể nó cao hơn nữa, có thể nó cao hơn nữa. Cái đó là cái mình nó làm cho mình rất là lo lắng. Dạ. Cảm ơn anh. Thì theo như anh nói đó, thì khi mà cái tờ đơn pháp gia này mà điền sai hoặc là điền thiếu sót đó thì cái hậu quả nó như thế nào thưa anh? Cái hậu quả của cái tờ đơn pháp gia này mà điền sai hoặc là điền thiếu sót á, thì nó cũng khó lường lắm. Là lý do là tại sao khi mà cái tờ đơn này mà điền sai hoặc là bị điền thiếu sót đó, thì đa số những hồ sơ này nó bị ngâm tâm từ 4 cho tới 6 tuần. Và quý vị cũng biết là cái tiền mà học bổng mỗi năm á, là một cái ngân khoản, nó có một cái số giới hạn. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là nó lại là first come first serve basis, có nghĩa là sao? Có nghĩa là người nào tới trước thì được nhiều tiền, còn cái người nào mà tới sau á, thì có thể chỉ còn lại một số ít tiền hoặc có nhiều trường hợp là không còn một đồng nào cả. Và có nhiều cha mẹ khi mà đến văn phòng của John á, để nhờ John giúp đỡ đó, thì họ đã bị bắt làm cái hồ sơ này, bị bắt làm tới làm lui ít chứ cũng phải 2-3 lần. Và cũng như John đã nói hồi nãy đó, mà nếu mà cái hồ sơ này mà làm sai hoặc là làm thiếu sót thì nó sẽ ngâm thơm cái hồ sơ này từ 4 cho tới 6 tuần. VVN có nghĩ là bị làm sai 2-3 lần như vậy thì nó nghĩ không còn đồng nào á. Khi mà tới, mà khi mà cha mẹ tới lúc mà mình đọc cái tờ hồ sơ này đã hoàn hảo rồi thì thật sự không còn có một đồng thì nào coi nữa. Như là mấy tháng delay được, mấy tháng luôn rồi, thành ra cái tiền nó chắc không còn đồng nào á. Đúng rồi, nó không còn đồng nào nữa. Nhưng mà ngay cả những cái hồ sơ mà điền đúng 100% đi nữa. Nhưng mà bất cứ gì lý do gì đó mà không có được nộp đúng cái thời hạn, không có được nộp đúng đúng giờ đúng lúc thì cũng xảy cái tình trạng cũng xảy ra như trên, có nghĩa là chỉ xin được một số ít tiền hoặc là có thể không là sẽ không còn đồng nào nữa hết. Cái vấn đề là tại vì tiền ở trong cái ngân quỹ của cái trường đó, trong cái phần đó đã hết rồi. Chứ không phải là vì mình điền đúng mà mình nộp đơn lên mà nó bắt buộc nó phải cho mình như đó. Đúng nếu rồi. Mình làm không có đúng thời hạn vẫn không có đồng nào hết, cho dù mình làm đúng. Dạ. Kính thưa quý vị khán giả, VVN càng nghe thì càng thấy hay, nhưng mà thật sự cũng rất là lo lắng, là tại vì VVN cũng là một người mẹ, cũng có con, thì tương lai mình cũng sẽ làm giống như quý vị thôi. Nhưng mà đây là những cái information rất là quan trọng, những cái tin tức này thật sự nó rất là quan trọng. Mà nếu mà tự mình làm thì VVN không thể nào nghĩ rằng mình có thể làm được một bộ hồ sơ mà nó hoàn hảo giống như mình mong muốn, và mình xin được cái số tiền financial aid cho con mình mà giống như mà mình mong muốn được. Thì quý vị đừng lo lắng,
cứ gọi vào cho văn phòng của anh John Nguyễn ở tại số điện thoại 714-360-7141, 714-360-7141 để được tham khảo miễn phí. Thưa anh, là ngoài cái vấn đề điền cái pháp sao form ra đó, thì họ điền sai thì họ không xin được tiền financial aid rồi. Họ điền thiếu sót thì họ cũng không có xin được financial aid giống như họ mong muốn rồi. Mà cho dù anh nói là họ có điền đúng mà họ nộp trễ đi thì cũng không xin được tiền financial aid luôn. Đúng rồi. Không có guarantee cái chuyện đó đúng không? Không có guarantee cái chuyện đó. Vậy thì theo cái kinh nghiệm của anh đó, có thể cho quý vị khán giả biết là cái thời hạn nó có cái thời hạn nào để mình nộp đơn cho nó đúng hạn hay không? Để mình xin được maximum cái tiền financial aid cho con họ không? Vâng. Cái tờ đơn pháp xa này đó, mỗi năm á, là một bắt đầu chính phủ họ cho mình nộp cái tờ đơn này á, là một tới tháng giêng của mỗi đầu năm. Và cái thời hạn đa số những cái trường đại học ở California này, cái deadline tức là cái ngày thời hạn cuối cùng để nộp cái tờ đơn này á, là tháng 5, và của tiểu bang là khoảng chừng tháng 9. Yeah. Thì không có nghĩa là mình đợi tới gần hết hạn á, thì mới nộp cái hồ sơ này. Yeah. Muốn xin được tiền tối đa, xin được tiền học bổng tối đa, cái financial aid tối đa là phải nên nộp từ 1 tây tháng giêng cho tới 15 tây tháng 2. Thì trong cái khoảng thời gian đó bảo đảm là mình sẽ được maximize, tức là mình được maximum cái tiền học bổng của mình xin. Nhưng mà Vivian cũng thắc mắc là nếu mà nộp đơn trong cái thời điểm đó thì có rất là nhiều người họ chưa có trong cái vòng tháng giêng cho đến tháng 2 đó, họ chưa có làm xong cái bộ hồ sơ thuế. Thì làm sao mà họ có đầy đủ cái information để mà họ điền cái pháp sao form này anh? Cái câu hỏi này nó rất là hay và nó rất là hợp lý. Là tại vì John biết có rất là nhiều cha mẹ họ đã chuẩn bị cho con mình để xin tiền học cho con mình đó, là họ đã chọn những cái trường thật là tốt. Yeah. Họ chọn những cái trường mà họ biết là nó cho tiền financial aid cho con mình rất là nhiều. Yeah. Nhưng mà tới cái lúc mà nộp đơn xin cái tiền và financial aid này đó, thì cái hồ sơ thuế của họ làm chưa xong. Là tại ngay đầu tháng giêng và tới ngay cái giữa tháng 2, yeah, có rất là rồi. Nhiều gia đình họ chưa có làm thuế xong, thì họ không có nộp cái hồ sơ này. Nhưng mà họ đợi cho tới khi nào mà họ làm hồ sơ thuế xong đó, từ khoảng chừng tháng 3, tháng 4 thì họ mới nộp. Đây là một cái lỗi lầm thật sự rất là đáng tiếc của tất cả cha mẹ khi họ đợi tới cái thời gian đó mà họ mới đợp cái hồ sơ này. Mà khi mình nộp như vậy đó thì cũng giống như cho nói là mỗi năm cái budget nó chỉ có giới hạn thôi. Yeah. Mình đợi tới lúc đó mình nộp cái hồ sơ của mình thì là quá trễ rồi. Quá trễ, là tiền bạc nó đã phân phối cho tất cả những học sinh khác rồi. Yeah. Thì tới phiên mình thì chẳng còn cái gì nữa cả. Yeah. Thật là đáng tiếc. Yeah. Phải không anh? Xin kính thưa quý vị, đây là những thông tin rất là quan trọng mà Vivian nghĩ rằng tất cả quý vị khán giả đều đồng ý với lại Vivian, là để điền một bộ hồ sơ mà hoàn chỉnh thì thật sự rất là khó khăn. Và hiện tại bây giờ thì chương trình của Vivian cũng còn khá dài và cũng còn rất là hấp dẫn, mà chương trình của phần 2 lại càng hấp dẫn hơn. Thì trong chương trình của phần 2 đó thì anh John đã sẽ chia sẻ với chúng ta làm thế nào để xin được tiền học bổng tối đa. Đây là một cái vấn đề rất là nóng mà rất là nhiều phụ huynh quan tâm. Thì xin quý vị khán giả đừng vội rồi rời ghế. Vivian sẽ trở lại với lại quý vị trong vòng 1-2 phút tới sau những cái thông tin của đài.